tên của chuột này và gia đình của chuột cho mọi người cùng nghe nha. Dạ. Giỏi. Rồi, chuột tên gì? Em Bảo. À, chuột mấy tuổi rồi? 2 tuổi. 2 tuổi. Ai tuổi con gì? Tuổi chiếc chiếc. À, con chuột chiếc chiếc. Chuột là con của ba gì? Ben. Ba em là mẹ gì nữa? Mẹ Trúc em. À, mẹ Trúc. Rồi chị hai gì? Chị gì rồi? À, gia đình bên nội thì ba của chuột là thứ hai, mẹ của chuột bên ngoại thì cũng thứ hai luôn. Đó à. Bây giờ thì tới gia đình bên nội trước nha. Ông nội của chuột là ông nội gì? Nhà nhông. À, ông nội. Ông nội gì? Ông nội Chiến. À, ông nội Chiến. Còn bà nội gì? Bà Hồng. À, bà nội Hồng. Rồi á, ba của em bánh bao á là chú ba gì? Chú Đông Lâm. À, chú ba Tâm. Rồi Chiến ba gì? Chú Đông Lâm. Thắm. À, Chiến ba Thắm. Rồi còn cô Út thì là Út gì? Út Diêm. À, đó là chồng của cô Út. Còn cô Út của con là Út gì? Út Diêm. Út á, Út gái á. Út gái là Út gì? Út Diêm. Út Thể gái. À, Út Thể là Út gái, đúng rồi. Rồi bây giờ mình qua tới bên ngoại nha. Bên ngoại thì tới là của bé Lam. Tới người thứ ba nha. Ba của bé Lam á. Để trẻ, trẻ thôi. Ba gì? Ba của bé Lam là ba gì? Tố Đâm Lâm. Ba gì? À, ba chỉ thấy còn mẹ của bé Lam là mẹ gì? Mẹ. Mẹ gì? Mẹ Lan Lan. À, mẹ Ba Giang, giỏi quá. Rồi, mình tới dì Út nha. Chị Út. À, dì Út con là Út gì? Út Giang. À, Út Giang. Út Anh. À, Út Giang. Rồi chồng của Út Giang á, là Út gì? Út Kim. Út Tài. À, đúng rồi, chồng của Út Giang là Út Tài. Giỏi quá. Rồi bây giờ mình sẽ nói tên các cái con thú cưng ở bên nhà của mình nha. Trong nhà của mình thì có nuôi 2 con chó nè. Tên gì nè? Cô Đá. À, cô Ca với em bông gì? Bông Cải. À, bông Cải nè. Rồi bên nhà bà nội thì có nuôi 2 con chó luôn. Em nào con đó là tên gì? Bích La rồi. À, Bích La. Rồi con gì nữa? Da. Tôi là à, Missy nữa. Rồi bây giờ bên bà ngoại thì có nuôi những con chó nào đâu? Con gì? Cô Đâu. À, Cha Chao. Rồi con gì nữa? Đâu Đu. Đâu Đu nữa. Con gì nữa? Đâu Đâu. Rồi con gì nữa? Du Du. À, Du Du. Rồi còn con gì nữa? Còn con gì nữa qua đây ta? Ken Ken. Đúng rồi, Ken Ken. Giỏi quá. Còn con này con gì vậy? Ừ. Heo hả? Con heo này của ai? Ộp ộp. Đúng rồi, ộp ộp. Nhưng mà con heo này là của ai vậy? Mẹ Trúc. Của mẹ Trúc á hả? Mẹ Trúc mua cho ai? Chuột. À, mẹ Trúc mua cho chuột. Đúng rồi. Giỏi quá trời ơi, chuột giỏi quá. Chuột nhớ hết luôn, giỏi quá trời luôn.